Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ cập nhật lại dự án Claim Token BKXBB nha các bạn. Thì theo thông tin trên dự án Hotbit là đã list sàn trên sàn Hotbit chạy qua cặp USDT. Dự án này khá là điểu nha các bạn. Hiện tại trên nó đã con BKXBB này đã list trên sàn Hotbit nha các bạn. Và nó cũng đã cho chạy nhưng mà không phải là con USDT mà là con NUSDT nha các bạn. Rất là không có giá trị luôn. Vì mình cũng giỏi xả quá nên mình làm một cái video lộn nên mình cũng đã xóa cái video luôn các bạn. Thì các bạn qua bên một chay nè. Các bạn gõ BKXBB nè. Phan các bạn chờ một chút xíu BKXBB. Các bạn chờ một xíu các bạn. Thì hiện tại với giá là 0.021 token BKXBB là 0.023 tốc cần NUSDT nha các bạn. Thì hiện tại trên sàn này nó cho xả các bạn chỉ được tối đa là 100.000 tốc cần các bạn. Như mình có là sale nè. Mà chậm là mình có 99 tỷ mình xả hết nó đâu được các bạn. Các bạn chỉ xả được có tối thiểu là 100.000 các bạn, 100 triệu tốc cần các bạn. Khá là điểu luôn các bạn. Khi các bạn xả nó sẽ trừ phí hết 5% tổng cung nguồn mình xả nữa các bạn. Thiệt là đẻo luôn, con này không có giá gì trên các bạn. Thì mình cũng đã xả được 100 triệu tốc cần BKXBB nữa các bạn. Thì nó về đây nè, hiện tại tốc cần này mình đã check trên CoinMarketCap và cô chưa list sàn nào chứ các bạn. Thì các bạn sau này các bạn có xả nhiều quá thì các bạn có xả nhiều quá được con tốc cần NUSDT này thì các bạn bấm vào confirm nè. Đây có mát đây. Các bạn có thể cover qua USDT nha các bạn. Sàn Hotbit này một sàn cỏ, mình cũng đào giờ mình cũng không có chơi sàn này nữa các bạn. Các bạn cover thử nha các bạn. Thiệt là. Ok, thì thông tin mình cập nhật là dự án con token BKXBB thì các bạn nào claim thì cứ giữ đó chờ list sàn Binance Swap thì mình xả cho các bạn. Vào ngày 22 tới nó sẽ cho các bạn chơi. Hiện tại trên sàn Binance Swap để mình giảm chết thử các bạn. Sorry các bạn, trên mình không có token trên ví nên mình không thể chết được. Hiện tại trên sàn Binance Swap nó cũng chưa có cho các bạn xả, chỉ cho bạn xả được có mấy phần trăm mà. Ok, vậy video mình cập nhật là token BKXBB đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.